podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin podcast thời sự tổng hợp sáng ngày mùng 10 tháng 7 của Vietnamnet gồm các tin chính: nắng nóng cắt điện luân phiên, người dân Phú Thọ bất ngờ vì tiền điện tăng vọt, điện thoại cấu hình thấp không thể truy cập VNEID. Cụ ông 78 tuổi tốt nghiệp bằng giỏi đại học luật Hà Nội. Dự báo thời tiết ngày mùng 10 tháng 7, nắng nóng gay gắt vẫn phủ khắp Bắc và Trung Bộ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày tiếp theo 10 và 11 tháng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp diễn nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36 tới 39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 tới 60%. Khu vực Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Phú Yên mức độ nắng nóng giảm hơn với nhiệt độ cao nhất 35 tới 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 tới 60%. Nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối khả năng mưa rào và rông rải rác. Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, nắng nóng đến hết tuần rồi mưa hạ nhiệt mạnh. Ngày mùng 10 tháng 7, trao đổi với VietnamNet, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết chủ đạo trong những ngày tới ở thủ đô Hà Nội là nắng nóng. Dù cường độ nắng nóng không gay gắt như các tỉnh miền Trung, nhưng vẫn sẽ có ngày nhiệt độ cao nhất đạt 38 độ, ông Lâm nhận định. Đồng thời, theo ông Lâm, giai đoạn từ 12 tới 14 tháng 7 chính là khoảng thời gian nhiều khả năng nhiệt độ đạt mức 38 độ ban đêm cũng không ở mức quá cao, phổ biến 28 tới 29 độ. Với mức nhiệt ban đêm này, người dân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút so với những ngày tuần trước khi có đêm lên tới 30 31 độ. Cũng theo tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm dự báo xa hơn, từ khoảng chủ nhật 16 tháng 7, các tỉnh Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có thể có mưa diện rộng, nhiệt độ giảm đáng kể xuống mức khoảng 32 33 độ. Cụ thể, thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới từ ngày 10 tới 12 phần 7, trong khoảng từ 7 tới 19 giờ, ít mây Trời nắng nóng, hầu như không có mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 36 tới 38 độ. Độ ẩm trung bình 50 tới 65%. Khả năng mưa dưới 10%. Từ đêm đến sáng sớm hôm sau, trời có mây, không mưa. Gió nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 28 tới 31 độ. Độ ẩm trung bình 65 tới 75%. Khả năng mưa 10 tới 30%. Giá vàng và dầu tăng, đô la Mỹ giảm. Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng miếng 4 số 9 mua vào tại SJC thành phố Hồ Chí Minh là 66,45 triệu đồng mỗi lượng và 67,15 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng 4 số 9 tại SJC Hà Nội Niêm Yết ở mức 66,45 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và bán ra là 67,17 triệu đồng. Doji Hà Nội Niêm Yết ở mức 66,45 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,05 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hôm 8 tháng 7 ở mức 1924,4 đô la Mỹ mỗi ounce. Giá vàng kỳ hạn được giao dịch ở mức 1932,5 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng quốc tế hôm nay mặc dù tăng nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn do dự đứng ngoài cuộc bởi chính sách tiền tệ của cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép chưa rõ ràng. Trên thị trường chứng khoán, ở phiên giao dịch 7 tháng 7, VN-Index quay đầu tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 11,85 điểm lên 1.138,07 điểm. HNX-Index tăng 0,74 điểm lên 225,82 điểm. Upcom-Index giảm 0,42 điểm xuống 84,66 điểm. Về giá đô la, tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước niêm yết vào ngày mùng 8 tháng 7 ở mức 23.833 đồng mỗi đô la Mỹ. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch ngân hàng nhà nước ngày mùng 7 tháng 7 ở mức 23.400 đồng mua vào và bán ra là 24.974 đồng mỗi đô la. Trên thế giới, giá đồng đô la Mỹ tiếp tục đi xuống. Trong khi đó, giá xăng dầu thế giới hôm nay tiếp mạch tăng từ tuần trước. Tại thị trường trong nước, Giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều ngày mùng 3 tháng 7 của Liên bộ Tài chính, công thương. Cách hai cựu phó chủ tịch Hà Nội, Quảng Nam nhận tiền vụ chuyến bay giải cứu. Ở phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu hôm 11 tháng 7 tới, trong số 54 bị cáo hầu tòa có ông Trử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Hai người này bị truy tố tội nhận hối lộ. Đối với ông Trử Xuân Dũng, thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19, bị can được phân công làm trưởng ban, phó trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, có trách nhiệm, quyền hạn duyệt, ký chủ trương cách ly trên địa bàn Hà Nội. Từ tháng 4 tới tháng 12 năm 2021, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly trên địa bàn Hà Nội, nhưng chỉ có 13 công ty thực hiện việc đưa công dân về cách ly ở Hà Nội. Trong số 16 công ty được ông Trử Xuân Dũng ký duyệt, kết quả điều tra xác định ông Trử Xuân Dũng đã nhận tiền của hai cá nhân để duyệt ký đồng ý cấp phép cho bốn công ty được đưa công dân về cách ly tại thành phố Hà Nội. Cáo trạng xác định, ông Trử Xuân Dũng đã nhận hối lộ 7 lần, tổng số hơn 2 tỷ đồng. Đến nay ông Dũng và gia đình đã nộp lại hơn 1,7 tỷ đồng và bị can đã tác động, nhờ người thân nộp nốt số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ. Đối với hành vi nhận hối lộ của ông Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, cáo buộc cho rằng thời điểm xảy ra vụ án, ông Tân được phân công là phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trực tiếp duyệt, ký công văn đồng ý cho doanh nghiệp đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam. Quá trình duyệt chủ trương cho công dân từ nước ngoài về cách ly, ông Trần Văn Tân đã 9 lần nhận tiền từ bị can Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc công ty Blue Sky. Cáo buộc cho rằng, từ ngày 20 tháng 5 tới ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ông Trần Văn Tân đã 9 lần nhận tổng số 5 tỷ đồng của bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn để duyệt chủ trương đồng ý cho khách được cách ly tại Quảng Nam. Cụ ông 78 tuổi tốt nghiệp bằng giỏi Đại học Luật Hà Nội, ở tuổi thất thập của Lai Hy, thay vì tận hưởng nghỉ dưỡng tuổi già, 5 năm trước, ông Ngô Tôn Đức sinh năm 1945, sống tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội quyết định cấp sách đến trường như những bạn trẻ thế hệ con cháu mình. Theo học chương trình đào tạo cử nhân luật hệ vừa làm vừa học, cụ ông 73 tuổi khi đó mệt mài chinh phục tấm bằng đại học thứ ba. Mới đây, với tổng điểm tích lũy 8,1, ông Ngô Tôn Đức giữ kỷ lục sinh viên tốt nghiệp cử nhân cao tuổi nhất của trường Đại học Luật Hà Nội. Tôi rất vui và sung sướng vì sau 5 năm học đã nhận được bằng cử nhân. Đến giờ vẫn thấy lâng lâng, ông Đức nói. Em Ngô Minh Phượng cháu ngoại của ông Đức, hiện là sinh viên năm thứ hai đại học cho hay, để có được tấm bằng đại học thứ ba này, ông đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Trong quá trình học, ông gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt về tiếng Anh và tin học. Những lúc ông cần, em vẫn thường hỗ trợ dịch tiếng Anh để ông hiểu hay đánh máy giúp ông hoàn thành tiểu luận. Khi đánh máy hộ ông hoặc trao đổi bài cùng ông, chính em cũng được tiếp thu thêm những kiến thức về ngành luật mà mình chưa được biết, Phượng chia sẻ. Điện thoại cấu hình thấp không thể truy cập VNEID. Ứng dụng vneid chính thức đưa vào sử dụng tháng 7 năm 2022 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06, Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tính đến 30 tháng 6 đã có hơn 45 triệu tài khoản VNEID được kích hoạt. Tuy nhiên, sau một năm đưa vào vận hành, bên cạnh những tiện ích người dân thụ hưởng thì không ít phản ánh cho thấy một số rắc rối khi sử dụng ứng dụng VNEID. Một trong số đó là việc điện thoại cấu hình thấp thì không thể tải ứng dụng. Chị Nguyễn Nhung Hà Nội chia sẻ, chị dùng điện thoại cấu hình Android. Khi vào kho ứng dụng trên thiết bị và gõ tên VNEID thì hệ thống không cho tải về với dòng thông báo: Ứng dụng này không dùng được trên thiết bị của bạn. Còn chị Hương nhân viên văn phòng cho biết: Do thu nhập ở mức trung bình nên chị chỉ dùng điện thoại cấu hình thấp. Khi đăng nhập vào ứng dụng VNEID, ứng dụng này cần hệ điều hành iOS 13.0 trở lên, trong khi điện thoại của chị không đạt được yêu cầu đưa ra. Tôi nghĩ ứng dụng định danh điện tử VNEID sẽ hướng đến số đông người dân, việc giới hạn cấu hình sẽ khiến nhiều người không thể tải về ứng dụng này để thụ hưởng tiện ích. Chị Hương nêu vấn đề theo Bộ Công an, ứng dụng VNEID yêu cầu thiết bị di động của công dân dùng hệ điều hành Android 5 hoặc iOS 9 trở lên. Ngoài ra, Bộ Công an khuyến khích nên sử dụng điện thoại có camera tốt, cấu hình thiết bị từ trung bình trở lên và đảm bảo kết nối Internet để có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng. Hiện nay, ứng dụng VNEID có thể được tải về thông qua kho ứng dụng Google Play CH Play đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và App Store đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS. Theo quy định, tài khoản định danh điện tử của công dân chỉ có thể đăng nhập trên một thiết bị duy nhất tại một thời điểm, nên người dùng không thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trên nhiều thiết bị khác nhau cùng thời điểm. Bên cạnh đó, một số điện thoại duy nhất chỉ được đăng ký định danh điện tử cho một cá nhân theo số căn cước công dân. Nắng nóng cắt điện luân phiên, người dân Phú Thọ bất ngờ vì tiền điện tăng vọt. Đầu tháng 7, nhiều người dân Phú Thọ phản ánh việc tiền điện trong tháng 6 vừa qua tăng cao từ gấp đôi đến gấp 3 lần so với tháng trước đó. Vào cuộc xác minh, Báo Việt Nam Net ghi nhận hàng loạt ý kiến phản ánh của các hộ dân tại nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh Phú Thọ đều cho rằng giá điện tăng cao bất thường. Anh Đặng Văn Cường, chú xã Thượng Long, huyện Yên Lập thông tin, trong tháng 6, khu vực nơi anh sinh sống phải cắt điện luân phiên hơn một tuần theo các khung giờ khác nhau, nhưng khi đến thời điểm thanh toán cước tiền điện thì giá lại tăng cao hơn so với tháng trước đó. Gia đình tôi trong tháng 4 và năm chỉ tiêu tốn khoảng 1 triệu đồng tiền điện. Đến tháng 6, dù cắt điện khoảng 10 ngày, nhưng tiền điện lại tăng lên gần 1,5 triệu đồng. Thấy bất thường, Tôi đã gọi cho cán bộ điện lực xuống kiểm tra để có giải thích rõ ràng, anh Cường chia sẻ. Theo anh Cường, sau khi phản ánh về giá điện tăng cao bất thường, có một cán bộ điện lực xuống làm việc và nhận định giá điện tăng cao là do tủ lạnh. Họ giải thích khi cắt điện luân phiên, tủ lạnh phải làm mát lại từ đầu nên tiêu tốn nhiều điện, anh Cường nói. Tuy nhiên, gia đình anh Cường lại sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu trong thời điểm cắt điện luân phiên. Anh cho biết, khi cắt điện luân phiên gia đình mua dầu và kích hoạt máy nổ nên gần như các thiết bị như tủ lạnh không bị gián đoạn việc làm mát. Không riêng nhà anh Cường trong khu dân cư anh sinh sống có nhiều người phản ánh về việc giá điện tăng cao so với tháng trước đó. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, lượng điện tiêu thụ của khách hàng mua điện sau các trạm biến áp bán lẻ của ngành điện tháng 4 là 96 triệu kWh, tháng 5 là 103,9 triệu kWh, tháng 6 tính đến ngày 23 tháng 6 đã là 134,6 triệu kWh. Theo đó, lượng điện tiêu thụ của khách hàng trong tháng 6 đã tăng 29,4% so với tháng 5 và tăng 40% so với tháng 4. Làm việc với Vietnamnet, một đại diện công ty điện lực tỉnh Phú Thọ cho biết, vào tháng 6 nhiệt độ tăng cao thời tiết nắng nóng đã tác động không nhỏ đến việc sử dụng và tiêu thụ điện năng của người dân. Ngoài ra, việc hóa đơn tiền điện tăng còn do bậc thang cao ở mức sử dụng điện. Ở mức tiêu thụ khác nhau thì sẽ có bậc thang tính toán khác nhau. Ví dụ, mức tiêu thụ điện tăng gấp đôi nhưng thang tính tiền điện lại tăng gấp 2,4 lần. Về các phản ánh hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 6, đại diện công ty điện lực Phú Thọ cho biết sẽ giả soát cụ thể từng trường hợp để đánh giá nguyên nhân. Hai ông lớn xăng dầu, ga giảm mạnh lợi nhuận 6 tháng. Tổng công ty dầu Việt Nam, PVOI vừa tổng kết 6 tháng đầu năm. PVOI ghi nhận sản lượng kinh doanh xăng dầu trong kỳ đạt hơn 2,4 triệu mét khối mỗi tấn. Với kết quả đó, doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của PVOI đạt 43.478 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 470 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu so với mục tiêu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thì kết quả này lại khá tốt. Trước đó, Cổ đông PV Oil đã thông qua kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất 50.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 600 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt sấp xỉ 87% kế hoạch doanh thu và 78,3% kế hoạch lợi nhuận năm. Kết phiên giao dịch ngày 7 tháng 7, cổ phiếu Oil đạt 10.500 đồng mỗi cổ phiếu, tăng 19% so với mức giá hồi đầu năm. Một đơn vị khác trong họ dầu khí là tổng công ty khí Việt Nam PVGas ga ước đạt 45.117 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.035 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2022. Tính riêng trong quý 2, PVGAT ước đạt 2.618 tỷ đồng lợi nhuận dòng, giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp đầu ngành khí trong vòng 6 quý. Một nghìn khán giả dự sinh nhật cặp vận động viên song sinh từ Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chiều ngày 9 tháng 7, Cặp song sinh của tuyển bóng rổ nữ Việt Nam Trương Thảo Vi và Trương Thảo My có mặt tại nhà thi đấu CI S quận 7 để tham dự một sự kiện cùng người hâm mộ tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật của hai cô. Theo thống kê của ban tổ chức, gần 1.000 khán giả đã đến để chung vui cùng cặp chị em mà cư dân mạng hay gọi với cái tên thân mật là Trương Twins. Cách đây vài tháng, sau khi cùng đội tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử tại SEA Games 32, những khoảnh khắc đáng yêu của cặp chị em Trương Twins được chia sẻ và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Lượng người theo dõi cũng từ đó tăng lên đáng kể. Hiện tại, cả hai vận động viên đang sinh sống và học tập tại Mỹ. Trong lần về nước này, như thường lệ chị em họ Trương không đi một mình mà có sự đồng hành của gia đình. Tại sự kiện, Thảo Vi và Thảo Mi vui vẻ chia sẻ những thắc mắc của các fan về sở thích của mình. Thảo Vi thích thú với cơm tấm, còn Thảo Mi thì dành tình cảm đặc biệt cho trà sữa. Trong suốt buổi giao lưu, các fan liên tục gọi tên cả hai và yêu cầu chị em Trương Thuyên diễn lại các khoảnh khắc đáng yêu từng gây sốt trên mạng. Đề xuất đình chỉ cuộc thầu dự án 70 tỷ đồng ở Lâm Đồng vi phạm. Ngày 9 tháng 7, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng vừa có báo cáo giả soát, làm rõ quá trình tổ chức đấu thầu tại dự án xây cơ sở hạ tầng khu vực khóa mò khai thác xét tại nhà máy gạch Tùy Lộ Thành Mỹ, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đơn Dương, Ban quản lý dự án DTXD và công trình công cộng làm chủ đầu tư. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2022, chủ đầu tư thông báo mời thầu gói 3 của dự án theo hình thức trực tiếp, tổng kinh phí dự án hơn 70 tỷ đồng. Hai nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật. Tuy nhiên, tháng 4 năm 2023, khi chủ đầu tư mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu trên thì chỉ có một liên danh nhà thầu tham dự đơn vị còn lại không có mặt với lý do doanh nghiệp này không nhận được thông báo của chủ đầu tư cho rằng chủ đầu tư mở hồ sơ đề xuất tài chính không minh bạch điều này ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của công ty nên doanh nghiệp phản ánh đề nghị làm rõ quy trình chấm thầu lựa chọn nhà thầu vào cuộc xác minh theo sở kế hoạch và đầu tư lâm đồng quá trình giả soát kiểm tra đơn vị xác định chủ đầu tư đã vi phạm một số nội dung về đấu thầu mâu thuẫn trong quá trình làm hồ sơ mời thầu chấm thầu khiến nhà thầu kiến nghị. Hiện, không thể chấm thầu theo hồ sơ mời thầu vì hồ sơ mời thầu vi phạm đấu thầu, gây hạn chế tham gia cả các nhà thầu dẫn tới cạnh tranh không công bằng. Kết quả chấm bước đánh giá kỹ thuật không được công nhận do hồ sơ mời thầu không đúng quy định của luật đấu thầu. Từ kết quả trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu bước đánh giá kỹ thuật, hủy quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu. Chủ xe tải 3 năm trời chật đòi công ty ca thay bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Từ năm 2020 đến nay, anh Võ Việt Tiến Khánh Hòa chủ xe ô tô tải chạy chật liên hệ yêu cầu công ty Ca Thay Việt Nam chi trả bảo hiểm trách nhiệm dân sự với tổng thiệt hại hơn 50 triệu nhưng không được phía công ty phản hồi. Thông thường khi bị tai nạn giao thông, chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc sẽ được bồi thường thiệt hại từ doanh nghiệp bảo hiểm. Điều này đã được quy định tại nghị định 22 năm 2016 TT BTC. Tuy nhiên, trên thực tế, khi có tai nạn xảy ra, không ít chủ xe gặp khó khăn trong việc đòi bồi thường bảo hiểm. Trường hợp của anh Võ Việt Tiến Khánh Hòa chủ xe tải biển kiểm soát 99K3645 sau đây là một ví dụ rất điển hình. Trao đổi với Vietnamnet, anh Võ Minh Tuấn, đại diện chủ xe cho biết, anh trai tôi có tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của công ty bảo hiểm Ca Thay. Xe bị tai nạn từ ngày 24 tháng 11 năm 2020, sau nhiều lần liên hệ bên bảo hiểm Ca Thay theo số điện thoại tổng đài cũng như đến trụ sở Ca Thay ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, nhưng đến nay, gần 3 năm vẫn chưa được giải quyết mặc dù chúng tôi có đầy đủ các hồ sơ pháp lý đi kèm. Thậm chí, chúng tôi đã làm đơn khiếu nại gửi lãnh đạo ca thay cũng như cục giám sát bảo hiểm bộ tài chính nhưng không tác dụng trong quá trình thương lượng giữa hai bên phía chủ xe vinfast đã đồng ý kéo xe về đại lý chevrolet cần thơ để tiến hành tháo dỡ giám định phía chevrolet cần thơ bộ phận cố vấn dịch vụ cũng đã chủ động liên hệ với anh minh để gửi hình ảnh cũng như báo giá sửa chữa xe nhưng anh minh không có bất kỳ phản hồi nào cho việc này căn cứ vào giấy biên nhận giao nộp chứng từ yêu cầu chi trả bảo hiểm của công ty bảo hiểm ca thay việt nam văn phòng hai được lập ngày 22 tháng 12 năm 2020 mà anh tuấn cung cấp tới vietnamnet cho thấy bên bảo hiểm sẽ thông báo kết quả giải quyết cho khách hàng trong vòng 15 ngày. Nhưng đến nay dòng ra 3 năm, phía chủ xe vẫn chưa nhận được quyết định cuối cùng. Liên quan đến vụ việc nói trên, xác nhận với Vietnamnet, đại diện công ty bảo hiểm ca thay Việt Nam cho biết, trường hợp này, phía công ty đã có yêu cầu chủ xe người đứng trên trên giấy đăng ký xe đến làm việc trực tiếp nhưng chủ xe không đến. Đó là nguyên nhân khiến công ty không chấp nhận bồi thường bảo hiểm. Tuy nhiên, câu trả lời trên hoàn toàn mâu thuẫn với nội dung trong giấy biên nhận ra nộp chứng từ yêu cầu chi trả bảo hiểm liên quan đến vụ tai nạn của xe tải biển kiểm soát 99K3654 mà công ty bảo hiểm ca thay Việt Nam lập ngày 22 tháng 12 năm 2020. Ông Biden công du châu Âu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu chuyến công du ba nước châu Âu, với trọng tâm chủ yếu xoay quanh hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania. Theo Reuters, sau khi khởi hành hôm 9 tháng 7, chặng dừng chân đầu tiên của lãnh đạo Nhà Trắng sẽ là London nơi ông sẽ gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại số 10 phố Downing trong ngày 10 tháng 7 và sau đó đến lâu đài Windsor để diện kiến vua Charles. Cuộc trao đổi với nhà vua Anh, dự kiến bao gồm cả các sáng kiến về khí hậu, sẽ giúp ông Biden hiểu rõ hơn về người kế vị cố nữ hoàng Elizabeth, người băng hà hồi tháng 9 năm ngoái. Tiếp đến, ông Biden sẽ lên đường đến Vunius, Lithuania vào tối ngày 10 tháng 7 và hội đàm với các lãnh đạo NATO trong các ngày 11 và 12 tháng 7. Ông Biden và các đồng minh dự kiến sẽ thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine đồng thời cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky biết Kiev sẽ phải làm gì để gia nhập NATO vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn của CNN ngay trước chuyến công du châu Âu lần này, ông Biden đã kêu gọi thận trọng với nỗ lực xin vào NATO của Ukraine. Quý độc giả vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp sáng ngày 10 tháng 7 của Vietnamnet được thể hiện bằng giọng đọc AI của VB.